Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua đến từ thương hiệu Trek, model Alpha 1.0, một dòng thương hiệu xe đạp rất là nổi tiếng của Mỹ và được rất nhiều những bác chơi xe yêu thích cái dòng xe đạp Trek này, một dòng xe cực kỳ đẳng cấp của Mỹ. Và hôm nay em giới thiệu các bác một chiếc xe đạp khung nhôm được chạy bộ chuyển động Shimano Tiagra gắn đĩa trước Shimano Soza. Và cái giá bán của em đang bán chiếc xe với giá là 14.800.000. Các bác có thể nhìn thấy một chiếc xe đạp Trek khung nhôm kìa đẹp với công nghệ nhôm Alpha Aluminum. Một cái công nghệ nhôm độc quyền của Trek. Nhôm siêu nhẹ và độ bền rất là tốt. Bộ gạt đĩa trước Shimano Soza với đùi đĩa nguyên bản Bontrager này, toàn bộ xe đây nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, nguyên bản từ cả lốp, từ lốp đến vành vẫn là còn nguyên zin nguyên bản hết. Phòng yên đến phần ghi đông của chiếc xe cũng được trang bị bộ tay lắc của Shimano Soza, cùng phanh ba mảnh bánh 700C và cái lan hoa của xe thì các bác nhìn thấy đây, lan hoa kiểu đôi như này rất là đẹp, lan đôi thưa rất đẹp. Đằng sau lại cũng thế. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Size em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, từ khóa yên tới tâm củ phốt là 52 cm. Thì chiếc xe phù hợp cho bác đi từ khoảng 66-67 đến khoảng 76-77 đi phù hợp. Và chiếc xe đang bán bên em là 14.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.